Bây giờ Tracy đang có trên tay là hai màu son của dòng Lip Shop. Bây giờ chắc là trước tiên là em sẽ swatch lên tay trước. Sau đó là em sẽ swatch lên môi sau nha. Bây giờ là swatch thử lên tay trước nha mọi người nha. Đó. Kết cấu son nè. Mướt nè. Cực kỳ mướt. Rất là mướt nha, bóng nhẹ. Mặc dù mọi người thấy là thường thường là cái dòng son bóng á, cái dòng mà nó có độ ẩm, nó có cái độ căng mọng á, thì thường thường là người ta sẽ, nó sẽ không có lên màu nó đậm rõ nét. Nhưng mà Tracy với là cái tư cách người dùng và đang thử cái màu son thì em thấy rằng là mình chỉ cần một quẹt thôi đó là nó đã có thể lên được cái màu rồi đó, lên rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Thì cái điều đặc biệt là khi mà mình mới thoa đó thì nó sẽ có một chút xíu cái độ ẩm, độ căng bóng mịn với da của mình, nhưng mà sau theo thời gian ví dụ như 30 phút, 40 phút, 50 phút, 1-2-3 tiếng sau thì cái độ bóng nó sẽ từ từ nó sẽ bớt đi, cái độ ẩm nó sẽ bớt đi và cái nó để lại một cái lớp finish cực kỳ bền, có thể lên đến 12 tiếng. Bây giờ Tracy đang đánh trên môi của mình nè ha, các bạn có thể thấy là nó rất là căng mọng. Và đây là màu 302, màu hồng đất đó mọi người. Và cái màu này cũng khá là tự nhiên luôn.